xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép một chiếc phi tiêu siêu đơn giản chỉ bằng với hai tờ giấy A4 thôi nhé. Thì đầu tiên mình sẽ ghép từ trên đây xuống dưới như thế này nhé. À, các bạn hãy chuẩn bị thêm băng keo cho mình luôn nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở nó ra. Bây giờ thì gấp từ ngoài, gấp từ trong. Thì ở cái bước này mình chỉ gấp lên một bên như thế này thôi. Và tiếp tục gấp như vậy, gấp từ ngoài và gấp vào cái nếp vừa nãy tạo. Gấp phần này lên. Sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết luôn nhé. Đó, siêu siêu đơn giản luôn đúng không nào? Rồi, đó. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cuộn băng keo này nhé. Sẽ làm tương tự như vậy với cái tờ này luôn nha. Đẩy cái này qua một bên nhé. Mình y hệt như vậy luôn.
sau khi đã có hai cái phần giống nhau như thế này rồi thì các bạn sẽ lấy một cái lật nó ra cái mặt trơn này, gấp đôi nó lại. Đó, gấp đôi nó lại như thế này, tạo cái nếp ở giữa. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng kéo và cắt nó ra nhé. Đó, mình sẽ được hai cái phần bằng nhau như thế này. Mình sẽ để cái miếng này vào cái thanh mình luôn. Mình cũng sẽ cắt nó ra. Đó, như thế này. Rồi, sau khi đã gấp được 4 cái miếng như thế này rồi đây, thì tiếp theo mình sẽ để những cái miếng này lên với nhau. Sẽ làm tương tự như vậy với hai cái này. Được hai cái phần như thế này rồi thì mình sẽ để nó bắt chéo vào nhau như thế này nhé. Đó, cho nó bắt chéo vào nhau như thế này nè. Thành cái hình như thế này đây. Khá là xinh đúng không nè. Sẽ làm một cái bên thì mặt trơn và một bên nó có cái phần hở ra nhé các bạn, để nó tạo điểm nhấn cho hai mặt và nhìn hai bên thì nó đều giống nhau luôn. Bây giờ thì mình sẽ cũng dính nó lại bằng băng keo. Sẽ làm cho từ đây đến đây này, đó mình sẽ gấp nó vào để được một cái phần cánh nó cong cong lên và nó sẽ bay mạnh hơn nhé. Đó, mình chỉ cần gấp sơ sơ nó lên như thế này thôi, không có cần canh quá chuẩn hay là làm vào nếp thẳng luôn nhé. Mình chỉ cần
làm cho nó có cái nét cong cong lên một xíu như thế này thôi. Để cho nó chắc chắn hơn thì mình sẽ cố định lại cái phần bên này. Xong rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và đừng quên like, share, subscribe trên kênh VA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.